Thưa quý vị, theo thời gian, những cơn địa chấn mang tên Moscow ngày càng can quét mạnh mẽ đến những quốc gia đồng minh của Ukraine. Sự khủng hoảng trong chính phủ Ba Lan chính là một bằng chứng sống cho thấy cái giá phải trả khi đã hiếu chiến chống lại Nga. Thủ tướng thì từ chức, đảng phái hỗn loạn. Ngoài ra, thêm một nạn nhân nữa cũng đã sáng mắt ra với những khoản viện trợ của mình, không ai khác chính là nước Pháp hoa lệ. Giờ đây, nước này phải tìm cách chuyển đổi viện trợ, chỉ hy vọng cứu lấy chính bản thân mình. Cùng với đó, một tài liệu bí mật cũng chỉ ra rằng Mỹ đang bị Nga lấn lướt ở Trung Đông, khiến cho họ chỉ biết nuốt cục tức vào trong. Tất cả những thông tin trên là một lần nữa khẳng định được vị thế vững chắc của Nga trên trường thế giới. Và đây cũng là nội dung chính mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị trong video ngày hôm nay. Chính phủ sụp đổ, thủ tướng từ chức, Ba Lan đại bại trước Tổng thống Putin vì những chính sách sai lầm. Kể từ khi gián tiếp tham dự vào cuộc xung đột tại Ukraine, Ba Lan đã phải nhận về những cái kết đắng, một trong số đó là việc chia rẽ nội bộ của nước này. Hiện Ba Lan đang phải đối mặt với một cuộc chuyển giao quyền lực đầy tranh cãi và kéo dài, khi chỉ vừa mới hôm qua, Tổng thống đã chỉ định Thủ tướng sắp mãn nhiệm lên lãnh đạo chính phủ mới với tư cách là người tạm quyền. Điều này đã khiến đảng phái thân Liên minh châu Âu trong chính phủ mới tức giận. Hạ viện đã chọn cách áp đảo một diễn giả từ Liên minh phải chờ lâu hơn để lãnh đạo. Vì vậy, vào ngày 13 tháng 11, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã đệ đơn từ chức lên chính phủ. Động thái này được thực hiện theo quy định của hiến pháp nước này trong bối cảnh quốc hội mới được bầu của Ba Lan nhóm họp phiên đầu tiên trong giai đoạn chuyển giao quyền lực sau cuộc bầu cử hồi tháng 10. Theo hiến pháp, Tổng thống Andrzej Duda giờ đây sẽ trao cho Morawiecki cơ hội đầu tiên trong việc thành lập chính phủ mới. Trong vòng 14 ngày kể từ ngày được bổ nhiệm, Thủ tướng phải trình bày chương trình hoạt động của chính phủ trước Hạ viện cùng với kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm. Việc lên nắm quyền chính phủ mới của ông Morawiecki đang khiến người dân Ba Lan tò mò về những gì ông ấy sẽ làm cho cuộc chiến Ukraine, tiếp tục bài Nga để nhận về cái kết đắng hay là biết điểm dừng. Khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Ba Lan đã ngay lập tức ủng hộ chính quyền Kiev theo logic giản đơn, đó là kẻ thù của kẻ thù thì là bạn. Ba Lan tích cực nhất trong việc chống Nga và Tổng thống đã có nhiều tuyên bố rất khiêu khích, trong đó có chuyện họ sẵn sàng cho phép Mỹ đặt vũ khí hạt nhân trên đất của họ. Ba Lan là thành viên NATO, họ có lá bùa hộ mệnh là điều 5 của Hiệp ước NATO, vậy nên họ rất tự tin về điều đó. Thế nhưng không ai biết trước là nếu Nga tấn công Ba Lan thì liệu Mỹ và đồng minh có mang quân đến cứu hay không? Vì nếu Mỹ, Nga đối đầu trên chiến trường thì trái đất sẽ khó lòng tồn tại. Người Mỹ thừa khôn ngoan để không hòa cả làng. Suy cho cùng thì chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh cửu. Thế nhưng cũng thật là ngây thơ khi Ba Lan quá tin vào điều 5 của NATO, bởi điều 5 chưa bao giờ được kích hoạt, nhất là khi mà các quốc gia trong EU hay NATO luôn coi lợi ích của mình là cốt lõi. Còn với quan hệ với Ukraine thì giờ đây, hai nước này đang nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn khi mà đã xảy ra hàng loạt xung đột lợi ích. Từ là đồng minh thân thiết, nay sắp trở thành tình địch. Vì vậy mà Ba Lan đã tuyên bố dừng viện trợ cho Ukraine với lý do củng cố quốc phòng nước nhà. Mâu thuẫn lớn nhất mà gần đây nhất chính là vấn đề về ngũ cốc. Ba Lan đã phong tỏa biên giới với Ukraine. Đây được cho là cú đâm đau đớn vào lưng Tổng thống Zelensky. Hành động này khiến cho Ukraine không giữ được bình tĩnh và dọa sẽ lên kế hoạch thảo luận với Ủy ban châu Âu. Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, EU đã thực hiện các bước chưa từng có để hỗ trợ nền kinh tế của Kiev và hủy bỏ quy định người Ukraine phải xin các giấy quy định trong một năm. Mùa hè năm nay, EU đã gia hạn quyết định này cho đến tháng 6 năm 2024. Quay trở lại với cuộc bầu cử tại Ba Lan vừa qua, Liên minh cánh hữu của Đảng Luật pháp và Công lý PIS đã về nhất khi giành được 194 ghế tại Hạ viện, gồm 460 ghế. Điều này không đủ để PIS tự đứng ra thành lập chính phủ mới, phải còn ít nhất là 231 ghế. Phe đối lập gồm Liên minh Dân sự của cựu Thủ tướng Donald Tusk, Cánh tả mới và Con đường thứ ba giành được tổng cộng là 248 ghế. Liên minh cực hữu Liên đoàn giành được 18 ghế. Mục đích của ông Morawiecki là mong muốn thiết lập một chính phủ mới để kết nối tinh thần đoàn kết giữa các đảng phái. Trước đó, hôm 26 tháng 10, hai ngày sau cuộc gặp với lãnh đạo các đảng và liên minh giành được ghế trong quốc hội, Tổng thống Duda đã tuyên bố cả ông Tusk và ông Morawiecki đều là ứng cử viên cho chức thủ tướng trong chính phủ mới. Pháp mệt mỏi chuyển cách viện trợ mới cho Ukraine và cuộc tuần hành phản đối tư tưởng bài Do Thái lớn nhất lịch sử.
Bộ trưởng lực lượng vũ trang Pháp Sébastien Lecornu hôm 13 tháng 11 cho biết, nước này dự định ngừng gửi vũ khí từ kho vũ khí của mình tới Ukraine, thay vào đó sẽ cho phép Kiev mua vũ khí trực tiếp từ các nhà sản xuất của nước này thông qua một quỹ hỗ trợ. Vị quan chức Pháp nói trong một cuộc phỏng vấn rằng, "Chúng tôi hiện đang đàm phán với các đồng nghiệp Ukraine để thúc giục họ mua pháo mới bằng tiền từ một quỹ đặc biệt và để quân đội Pháp không còn phải chuyển súng khỏi kho vũ khí của họ nữa." Cho đến nay, viện trợ quân sự của Pháp cho Ukraine đã là 3,4 tỷ đô. Số tiền này đã đưa Pháp trở thành một trong những nước châu Âu hàng đầu ủng hộ quân đội Ukraine cùng với Đức và Anh. Việc tốn tiền viện trợ cho quân đội Kiev suốt một thời gian dài mà lại không thể đánh bại Nga, nên việc chuyển cách tài trợ mang lại lợi nhuận này của Pháp được coi là khôn ngoan tỉnh táo. Ngoài ra, Paris cũng cam kết bổ sung thêm 213 triệu đô cho quỹ hỗ trợ của Ukraine để đảm bảo quân đội tiếp tục tiếp cận các thiết bị quân sự của Pháp. Kiev có thể chi tiền từ quỹ này để mua vũ khí, nhưng chỉ từ các nhà thầu Pháp mà thôi. Việc chuyển cách mới này cho thấy Pháp cũng dần chán nản với Ukraine và phải loay hoay tìm một cách mới cho bản thân mình trước những tín hiệu không mấy tích cực trên mặt trận. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, Pháp đã chuyển một lượng lớn thiết bị quân sự cho chính quyền Kiev, bao gồm 30 khẩu pháo Kesha, vài chục xe bọc thép chở quân và xe trinh sát bọc thép AMX-10RC, cũng như 15 pháo phản lực TRF-1 155mm, khoảng 100 tên lửa đất đối không Mistral và 2 bệ phóng tên lửa đơn nhất. Trong một diễn biến khác, gần đây, Reuters dẫn lời một số nhà ngoại giao châu Âu giấu tên tiết lộ, đề xuất của EU nhằm chi khoảng 20 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine đang vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia trong khối và khó có khả năng được thông qua. Ngay cả Đức cũng nằm trong số những nước tỏ ra không tin tưởng về thành công của gói viện trợ này. Người phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Josep Borrell, đang thúc đẩy sáng kiến viện trợ quân sự kéo dài đến 4 năm cho Ukraine. Tuy nhiên, một số nước EU vẫn chưa đồng tình với ý tưởng này do chưa sẵn sàng cam kết mức đóng góp của họ cho kế hoạch. EU đã ủy quyền tổng cộng 83 tỷ euro viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, bất chấp sự hào phóng của phương Tây, cuộc phản công mùa hè của Kiev đã không đạt được mục tiêu đề ra. Bộ Quốc phòng Nga ước tính Ukraine đã mất hơn 90.000 quân, hơn 55 xe tăng và 1.900 xe bọc thép kể từ tháng 6. Trong một diễn biến liên quan, tại nhiều thành phố của Pháp lại đang diễn ra cuộc tuần hành lớn nhất phản đối tư tưởng bài Do Thái. Ước tính hơn 180.000 người Pháp xuống đường tham gia các cuộc tuần hành trên toàn nước Pháp để phản đối tư tưởng bài Do Thái đang có xu hướng trỗi dậy tại đất nước này. Đây cũng là số người tham gia phản đối tư tưởng bài Do Thái lớn nhất tại Pháp kể từ sau cuộc tuần hành phản đối các hành vi xúc phạm nghĩa trang Do Thái Capetras ở miền nam nước Pháp vào năm 1990. Riêng tại thủ đô Paris, số người tham gia tuần hành lên đến 105.000 người, trong đó có nhiều quan chức chính quyền và các chính trị gia nổi tiếng như Thủ tướng Elisabeth Borne, Chủ tịch Quốc hội Jael Braun-Pivet, Chủ tịch Thượng viện Gerard Larcher hay là các cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Các cuộc tuần hành phản đối tư tưởng bài Do Thái cũng ghi nhận sự tham gia của gần như tất cả các đảng phái chính trị tại Pháp, ngoại trừ đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia và đảng cực tả nước Pháp Bất khuất, do không được người tuần hành và quan chức chính quyền chào đón. Các đảng cánh hữu và trung hữu dâng cao khẩu hiệu ủng hộ nền Cộng hòa và phản đối tư tưởng bài Do Thái trong các đảng cánh tả và sinh thái mang theo khẩu hiệu phản đối tư tưởng bài Do Thái, các nhân tố thù hận và phân biệt chủng tộc. Người đứng đầu nước Pháp cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Israel để bày tỏ lo ngại về tình hình ngày càng xấu đi tại dải Gaza và kêu gọi hành động khẩn cấp cứu trợ nhân đạo và bảo vệ dân thường. Tài liệu mật dò dỉ cho thấy Mỹ đang bị Nga lấn lướt ở Trung Đông. Sau sự cố dò dỉ tài liệu, Mỹ đang phải nỗ lực xoa dịu các đồng minh Trung Đông về những lo ngại rằng Washington đang rời bỏ họ. Theo Politico, giới chức Mỹ đã phủ nhận việc nước này từ bỏ Trung Đông, đồng thời chỉ ra sự hiện diện quân sự lớn của Washington cùng các mối quan hệ an ninh mạnh mẽ ở khu vực. Song tài liệu mật mới bị dò dỉ cho thấy nhiều quốc gia trong khu vực này đang ngày càng tách rời Mỹ để thân thiết với Nga. Tất cả các quốc gia ở Trung Đông đang tự hỏi ý nghĩa và chi phí để củng cố liên kết với Mỹ là gì và liệu có cách nào để tăng cường cho mối quan hệ với Mỹ hay không.
các đối tác Trung Đông của Mỹ từ lâu đã lo lắng về vị thế của họ trong cuộc cạnh tranh ngày càng tăng giữa Washington và Bắc Kinh. Trung Quốc thậm chí gần đây còn là trung gian cho việc nối lại quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Iran. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Nga ở Trung Đông, nơi Moscow hiện diện quân sự ở những nơi như Syria cũng rất đáng kể. Cuộc chiến của Nga tại Ukraine đã dẫn đến sự cạnh tranh lớn giữa Washington và Moscow. Nga được cho là đã giành được một số hỗ trợ hoặc ít nhất là sự trung lập từ các quốc gia Trung Đông, nơi vẫn là nguồn cung cấp năng lượng chính cho thế giới. Sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách của Mỹ tại khu vực từ thời Tổng thống Barack Obama đến Tổng thống Donald Trump và bây giờ là Joe Biden đã làm tăng thêm cảm giác không chắc chắn. Nước Mỹ có nền chính trị không thể đoán trước và các chính sách của họ rất ngắn hạn. Chu kỳ bầu cử của họ chỉ kéo dài 2 năm, trong khi ở các nước vùng vịnh về cơ bản là cả đời. Vì thế, sự dao động lớn này khiến các nước không thể yên tâm. Các tài liệu dò dỉ chỉ ra rằng, ngay cả các quốc gia Trung Đông nhận được hàng tỷ đô viện trợ an ninh của Mỹ cũng không sẵn sàng đi theo sự dẫn dắt của Washington. Tài liệu do Washington Post đăng tải cho biết, Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi của Ai Cập, quốc gia hiện nhận được hơn 1 tỷ đô viện trợ quân sự của Mỹ hàng năm, đã lệnh cho cấp dưới bí mật sản xuất tới 40.000 quả tên lửa cũng như các loại vũ khí khác để vận chuyển đến Nga dùng trong cuộc chiến tại Ukraine. Có thông tin cho rằng UAE đã đàm phán với một công ty Nga để xây dựng trung tâm bảo trì khu vực cho các hệ thống vũ khí của UAE. Chính quyền Biden gần đây đã gọi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là điểm nóng trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga. Quan chức hàng đầu của Bộ Tài chính Mỹ, bà Elizabeth Rosenberg, hồi tháng trước đã cáo buộc các công ty của UAE xuất khẩu hơn 5 triệu đô hàng hóa có xuất xứ từ Mỹ sang Nga, bao gồm cả các thiết bị bán dẫn. Mối quan hệ Mỹ-Israel đã phải đối mặt với sự căng thẳng bất thường trong những tháng gần đây khi một chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cố gắng thông qua cải cách tư pháp khiến nhiều người Israel lo ngại sẽ làm suy yếu nền dân chủ của họ. Mỹ hiện muốn các đối tác ở Trung Đông tăng thêm dầu mỏ ra thị trường để hạ giá năng lượng toàn cầu, cũng như ủng hộ nghị quyết của Liên Hợp Quốc phản đối cuộc tấn công của Nga và Ukraine và ủng hộ các lệnh trừng phạt Nga. Cho đến nay, các quốc gia Trung Đông không đưa ra bất cứ cam kết cụ thể nào. Những quốc gia dầu mỏ như Ả Rập Xê Út và UAE vẫn tuân theo giới hạn về sản lượng dầu thô theo thỏa thuận đã được nhóm OPEC cộng thông qua, khiến Washington khó chịu. UAE đang chào đón các nhà tài phiệt Nga cho phép họ chuyển tài sản từ châu Âu sang Dubai. Các nước khác trong khu vực như Iraq, Jordan và Israel đã từ chối bỏ phiếu chống lại Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phần lớn họ tránh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Điện Kremlin hoặc cắt giảm quan hệ với Moscow. Điều đó cho thấy Trung Đông vẫn là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ, song vai trò của khu vực không còn quá quan trọng như trước. Tuy nhiên, cuộc chiến tại Ukraine đã khiến Mỹ nhận ra sự cần thiết của việc củng cố quan hệ với các quốc gia trong khu vực. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!